Tiếp theo cái phần chia sẻ của bác sĩ Nam về một nhà phẫu thuật viên thì tôi cũng xin có cái phần chia sẻ về các cái phương pháp điều trị nội khoa, và đặc biệt là hiện nay là cái vai trò của cái ctDNA đối với ung thư đại trực tràng sau phẫu thuật, cái giá trị của ctDNA như thế nào, áp dụng như thế nào trong thực tế lâm sàng điều trị cũng như là theo dõi kết quả điều trị. Thì cái phần nội dung của chúng tôi sẽ gồm hai cái phần. Một phần nhất là thế nào là tồn dư bệnh phân tử, viết tắt MRD, Molecular Residual Disease. Và cái thứ hai là cái vai trò của ctDNA với đối bệnh nhân ung thư đại trực tràng sau phẫu thuật. Thì tôi sẽ trình bày tập trung vào ba cái nghiên cứu Dynamic, nghiên cứu COBRA và nghiên cứu Galaxy. Thì hiện nay thì cái ứng dụng của cái biến đổi di truyền trong ung thư đã thấy là được áp dụng tương đối rộng rãi ở rất nhiều các cái bệnh. Thứ nhất là cái biến đổi di truyền này chúng ta có thể xác định những cái liệu pháp điều trị đích trong rất nhiều các cái bệnh ung thư. Thì cái điều trị đích hiện nay gần như là một trong những cái điều trị mà đầu tiên mà ứng dụng tiến bộ mà cho cái hiệu quả cao nhất, được áp dụng trong ung thư, các loại ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư gan. Ngoài ra một cái ứng dụng nữa là xác định cái người có nguy cơ mắc ung thư thông qua các cái giải trình tự gen. Và một thời gian gần đây thì một trong những ứng dụng mà đang được nổi lên mà ứng dụng là cái theo dõi tồn dư MRD, như tôi đã trình bày trong cái nội dung của cái bài trình bày ngày hôm nay. Thế thì tồn dư bệnh phân tử Molecular Residual Disease là tồn dư bệnh phân tử là các cái phân tử DN còn sót lại sau khi phẫu thuật xong, thì ta thấy là vẫn còn có thể sót lại ở cái mức độ rất là nhỏ, có thể tồn tại ở trong máu. Thì cái số lượng tế bào phân tử ác tính đấy do nó còn rất là nhỏ nên bởi vậy nên là không thể phát hiện bằng các cái triệu chứng lâm sàng, cũng như là không được phát hiện được bằng các cái kỹ thuật cổ điển như chụp X quang, các cái siêu âm. Thế thì cái ứng dụng của nó là cái dấu ấn tiên lượng hết sức quan trọng trong việc cái chẩn đoán tái phát cũng như tiên lượng cũng như là theo dõi cái kết quả điều trị. Và cái ctDNA này nếu mà cái nó ở cái mức độ nồng độ cao, nó gọi là dương tính đấy, thì nó gắn liền với cái là tiên thường là bệnh nhân có tiên lượng xấu. Thì để xác định cái ctDNA thì nó có hai cái phương án. Một cái phương án thứ nhất là khi chẩn đoán được ban đầu rồi thì bệnh nhân sẽ được phẫu thuật, và cái bệnh phẩm này người ta sẽ dùng để định để xác định cái gen, các loại gen gọi là phương pháp giải trình tự gen. Thì khi mà giải trình tự gen rồi thì ta sẽ biết được cái dấu ấn khối u của từng cá thể một, và qua đó chúng ta sau đấy chúng ta có thể xét nghiệm máu để có thể phát hiện ra các cái tồn dư khối u ctDNA. Để chúng ta có thể phát hiện được hoặc là không phát hiện được, để qua đấy chúng ta có cái phương án điều trị tiếp theo hoặc là theo dõi kết quả điều trị. Thế còn một cái cách nữa là khi mà chẩn đoán ban đầu thì chúng ta không cần cái mô bệnh, mà chúng ta có thể sử dụng các cái mẫu dịch, mẫu máu, chúng ta cũng có thể xác định giải trình tự gen. Và sau đấy thì dựa trên cái giải trình tự gen này của từng cá thể một thì chúng ta có thể lấy máu để xác định các cái ctDNA đối với từng cá nhân một, qua đó chúng ta có thể ứng dụng trong theo dõi cho theo dõi điều trị cũng như là trong quyết định các cái phương án điều trị. Thế thì cái sinh tiết lỏng ctDNA, người ta biết là trong máu hoặc trong dịch có những cái mảnh DNA tiết ra từ khối u vẫn tồn tại tự do ở trong máu. Thế thì cái ctDNA này là mình có thể lấy từ những cái đoạn DNA có trong dịch của cơ thể cũng như là trong máu huyết tương của cơ thể. Thì đây là một cái xét nghiệm mà cho thấy có những cái ưu điểm như là không phải can thiệp sinh thiết. Thứ hai là chúng ta có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, vì đây là sinh thiết, có thể chúng ta có thể lấy máu, và đấy là chúng ta có thể tiếp cận một cách dễ dàng bệnh nhân, và nó cũng giảm được cái sai số do cái sinh thiết sai, sinh thiết không đúng vị trí u và các cái tổ chức lành. Đấy là cái ưu điểm của cái ctDNA. Các bạn ấy chuyển cho nhé. Quên, không chuyển. Để bạn chuyển. Xin lỗi mọi người tí, có gì chuyển cho mình nhé. Ta thấy là cái đây có rất nhiều các cái nghiên cứu cho thấy là cái giá trị của cái tồn dư khối u trong cái việc mình có thể tiên lượng được cái tái phát.
thì ta thấy nó có rất nhiều các cái nghiên cứu. Các nghiên cứu này đã, ở trên nhất rất nhiều các bệnh đăng trên rất nhiều các cái tạp chí JAMA, tạp chí Clinical Cancer Research, tạp chí Nature và tạp chí Journal Clinical Oncology. Ta thấy là từ ung thư đại tràng, ung thư vú, ung thư phổi và ung thư bàng quang, ta thấy là khi bệnh nhân có cái tỷ lệ ctDNA mà dương tính, ta thấy nó có cái sự khác biệt so với cả bệnh nhân có ctDNA âm tính. Ta thấy là cái bệnh nhân có ctDNA thì cái thời gian tái phát ta thấy rất là nhanh hơn. Ta thấy cái đồ thị của hai cái đường đấy nó có sự khác biệt rất rõ giữa cái nhóm bệnh nhân mà có ctDNA âm tính so với nhóm bệnh nhân ctDNA đấy ở cả bệnh nhân đại trực tràng, ung thư vú, ung thư phổi cũng như là ung thư bàng quang. Và ta thấy cái độ nhạy của cái việc phát hiện tỷ lệ tái phát này, đặc biệt ung thư bàng quang, ta thấy rất cao, 100% độ nhạy có thể phát hiện được. Đối với ung thư phổi là 92% và đối với ung thư vú là 89%, đối với ung thư đại tràng là 88%. Ta thấy là có một cái mối tương quan giữa cái tổn dư khối u với cái thể tích khối u. Ta thấy trên cái màn hình đây ta thấy là nó có ở các cái mức độ khác nhau của cái tổn dư, nó liên quan đến cái thể tích khối u. Như ta thấy là có ba cái mức mà có thể chỉ có thể phát hiện ở ngưỡng chẩn đoán bằng xét nghiệm MRD, tức là cái số lượng tế bào khối u là 10^5, rất là nhỏ thôi, và cái ngưỡng ở giữa là ngưỡng có thể chẩn đoán được trên lâm sàng, thì cái ngưỡng khối u nó khoảng 10^5 đến 10^9, nó tương đương khoảng 1 phân đấy, thì là chúng ta có thể phát hiện trên lâm sàng. Thế ngoài ra trên cái mức đấy thì là cái khối u đã tương đối lớn rồi và nó có thể là di căn rồi. Thì tùy theo từng cái mức độ mà chúng ta có thể ứng dụng, ta thấy là cái đường cong, ta thấy là khi mà bệnh nhân đến với chúng ta thì khi chúng ta chưa sử dụng can thiệp các cái biện pháp như là điều trị toàn thân hay là điều trị phẫu thuật, thì thấy cái đường cong nó tương đối là cao, tức là cái nồng độ MRD tổn dư khu rất là cao. Khi với sự tác động của các cái phương pháp điều trị như là hóa trị, như là xạ trị, như là phẫu thuật, thì thấy cái đường cong nó giảm ngưỡng xuống dưới ở cái mức cuối cùng khi mà được khối u được cắt đi, ta thấy là cái đường cong nó giảm gần như là chỉ có thể phát hiện được ở trên cái làm xét nghiệm tổn dư khối u. Và thậm chí là những cái ở cái mức này là tổn dư khối u là âm tính. Với những cái trường hợp mà một cái đường cong đây, những trường hợp với những trường hợp mà khi sau khi phẫu thuật xong thì ta thấy là cái lượng tổn dư khối u nó vẫn còn ở cái mức độ mấp mé giữa cái có thể chẩn đoán ở trên lâm sàng với chữa lành, thì ta thấy là trên ngưỡng MRD có thể phát hiện được, thì ta thấy là sau một thời gian thì cái lượng MRD này, cái lượng tổn dư khối u này nó sẽ được thanh thải đào thải và nó gần như trở về cái mức dưới ngưỡng bình thường và chỉ có thể phát hiện được ở cái xét nghiệm MRD. Hoặc khi mà bệnh nhân tái phát hoặc vẫn còn những cái tổn dư nhiều thì khả năng là chúng ta có thể tiên đoán cho chúng ta là cái phẫu thuật chúng ta là chưa triệt căn, và cũng có thể ngoài ra có thể tiên đoán được là bệnh nhân sau khi được sử dụng các cái phương pháp điều trị mà đã triệt căn rồi mà cái MRD này nó tiếp tục nó tăng lên thì chúng ta có thể hướng đến là bệnh phát triển tái phát. Hoặc là trong quá trình điều trị khi mà cái tổn dư khối u MRD này tăng cao thì chúng ta cũng có thể dựa vào đây, chúng ta có thể hướng đến được là khả năng là bệnh nó tiến triển, nó kháng với các cái phương pháp điều trị. Thế đây là một cái đồ thị nữa theo dõi về cái khối u thông qua cái ctDNA. Như cái hình ban đầu tôi thấy là cái khi mà chúng ta sử dụng các cái phương pháp điều trị tân bổ trợ như hóa trị, xạ trị hoặc là phẫu thuật, thì tôi thấy là cái nồng độ ctDNA nó giảm hẳn đi. Đấy, cái phát hiện khi mà chúng ta phát hiện cái tổn dư khối u là ở mức độ tối thiểu. Đấy, còn khi mà bắt đầu có cái biểu hiện của cái MRD nó tăng lên thì nó thể hiện là khả năng bệnh nó tái phát hoặc là nó tiến triển. Trong quá trình điều trị cũng tương tự như vậy, ta thấy là khi mà đáp ứng với điều trị thì cái đường cong của cái MRD nó đi xuống, và khi mà nó cái đường cong nó cao lên thì chứng tỏ là bệnh nó lại phát triển, có thể nó kháng với điều trị.
Thì thường chúng tôi điều trị nội khoa, khi chúng tôi đánh giá các cái đợt điều trị, khi nó có những diễn biến, nếu chúng dựa vào cái này, dựa vào cái MRD này, chúng tôi sẽ phát hiện được cái sự phát triển, cái sự kháng với điều trị, thì tôi có thể thay đổi cái phác đồ điều trị. Tuy nhiên hiện nay thì mình vẫn chưa ứng dụng cái MRD này trong thực tế lâm sàng của chúng ta, nên chúng ta phải dựa các cái phương pháp khác như chẩn đoán hình ảnh, như là các cái chỉ điểm u như CA thì cũng tương đối là chính xác. Tuy nhiên nếu mình sau này mà mình ứng dụng rộng hơn cái ctDNA này thì chúng ta sẽ có thể là phát hiện được cái sự thay đổi về tiến triển của bệnh hoặc là tái phát sẽ nhạy hơn. Tiếp theo tôi xin trình bày một cái thử nghiệm lâm sàng dynamic về cái nồng độ ctDNA. Mình có thể hướng dẫn cho cái việc điều trị bổ trợ cho ung thư đại tràng giai đoạn 2. Ta biết là ung thư đại tràng giai đoạn 2 hiện nay ở cái nhóm nguy cơ thì chúng tôi vẫn áp dụng các cái phương pháp điều trị bổ trợ sau đấy. Tuy nhiên ở cái nhóm không có nguy cơ thì chúng tôi sẽ không áp dụng điều trị. Ở cái nhóm điều trị hiện nay áp dụng cái phương pháp kinh điển thì chúng tôi phải dựa vào các cái xét nghiệm như giải phẫu bệnh lý có xâm lấn mạch hay không, rồi cái mức độ CA sau phẫu thuật, rồi cái độ biệt hóa của tế bào. Tuy nhiên nếu với cái nghiên cứu này, cái xét nghiệm cái CD sau phẫu thuật mà có thể ứng dụng thì chúng ta có thể dựa vào cái nghiên cứu này để chúng ta biết được bệnh nhân có lên điều trị cái hóa trị bổ trợ hay không. Thì ta thấy đây cái nghiên cứu này gồm 450 bệnh nhân giai đoạn 2 sẽ được phân nhóm ngẫu nhiên làm hai nhóm theo tỷ lệ 2:1. Một cái nhóm sẽ được điều trị theo cái phương pháp mà dựa vào các cái phương pháp cận lâm sàng kinh điển là cái AMB. Thế còn cái phương án cái nhóm A cái AMA thì sẽ dựa trên cái xét nghiệm ctDNA. Ta thấy là khi mà ctDNA dương tính thì chúng tôi sẽ cái nghiên cứu này sẽ cho vào nhóm bệnh nhân được điều trị hóa trị, và cái nhóm có ctDNA âm tính tức là cái nguy cơ thấp thì sẽ không được điều trị. Và cái nhóm mà nhóm A này thì cái nhóm được điều trị hóa trị bổ trợ này thì sẽ hàng tháng sẽ được xét nghiệm ctDNA để mình xác định cái mức độ thanh thải của ctDNA để đánh giá cái hiệu quả của điều trị. Thì cả hai nhóm lớn này, tất cả chúng tôi cả hai nhóm được nghiên cứu này thì được theo dõi cái tình trạng tái phát và thời gian sống thêm không bệnh tiến triển. Thì cái kết quả cho thấy là tỷ lệ sống thêm không bệnh tái phát sau 2 năm và 3 năm là tương tự nhau ở cái nhóm được hướng dẫn điều trị bằng ctDNA và nhóm điều trị chuẩn. Đấy, qua cái nghiên cứu này kết luận cho thấy là hiện nay các cái hướng dẫn mà để điều trị bổ trợ cho đoạn 2 của chúng tôi nay là nếu chúng tôi áp dụng bằng cái biện pháp kinh điển thôi thì nó cũng tương đối tự như là cái ctDNA cũng đều không để bỏ lọt bệnh nhân. Và cái cụ thể cái số liệu cho thấy là cái thời gian sống thêm không bệnh tiến triển sau 2 năm ở cái nhóm nhóm A là sử dụng ctDNA là 93,5% so với 92,4% ở cái nhóm mà sử dụng cái ctDNA. Và cái thời gian 3 năm thì là tương tự là ở 91,7% ở cái nhóm kinh điển và 92,4% ở cái nhóm có ctDNA. Ta thấy được cái số liệu cũng tương tự như nhau. Tuy nhiên là ta thấy là đánh giá riêng ở cái nhóm mà sử dụng ctDNA để điều trị ở cái nhóm nghiên cứu này thì ta thấy rõ ràng là cái nhóm mà có ctDNA âm tính thì cái thời gian sống thêm không bệnh tiến triển nó tốt hơn so với cái nhóm có ctDNA dương tính, tức là cái nhóm nguy cơ cao. Ta thấy là 92,5% so với 86,4% ở cái nhóm bệnh nhân có dương tính với ctDNA. Thì ta thấy là cái hiệu quả khi chúng ta áp dụng cái phương pháp kinh điển cũng như là cái phương pháp sử dụng ctDNA để hướng dẫn cho cái điều trị bổ trợ. Tuy nhiên là nó có một cái lợi thế khi ở cái nhóm mà mình sử dụng ctDNA để hướng dẫn cho điều trị bổ trợ, ta thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân mà sống thêm là tương tự giữa hai nhóm, một nhóm mà theo phương pháp kinh điển
dựa trên cái hướng dẫn báo kinh điển và cái nhóm theo CTN đây thì cái thời gian sống thêm 2 năm ta thấy gần tương tự như nhau. Tuy nhiên cái tỷ lệ bệnh nhân mà phải sử dụng hóa chất bổ trợ thì mình dựa một phương pháp kinh điển là chiếm đến 27,9%. Trong khi ở cái nhóm mà mình sử dụng ctDNA dương tính mình mới điều trị thì chỉ 15,3% thôi. Thế rõ ràng là nếu mà mình dùng phương pháp ctDNA thì cái bệnh nhân mà phải điều trị cái hóa chất bổ trợ nó sẽ giảm đi, giảm độc tính cho người bệnh. Với cái phương pháp này thì chỉ những bệnh nhân là ctDNA dương tính thì chúng tôi mới cho điều trị hóa trị. Ví dụ như vậy thì sau này mình ứng dụng được cái phương pháp này thì cái số bệnh nhân mà đáng nhẽ phải không phải điều trị hóa chất sẽ tăng hơn. Thì tiếp theo nữa là một, tôi xin trình bày một cái thử nghiệm lâm sàng nữa là thử nghiệm lâm sàng NGGI005 COBRA nghiên cứu pha 2, 3. Đây là nghiên cứu, cũng là nghiên cứu mà sử dụng cái ctDNA như một cái chỉ điểm khối u để có thể đánh giá được cho cái việc vai trò của điều trị bổ trợ trong cái ung thư, cũng là giai đoạn ung thư đại tràng giai đoạn 2. Thì đây nghiên cứu mà cũng có hai nhóm bệnh nhân, được chia làm hai nhóm bệnh nhân giai đoạn 2A, tức là giai đoạn 2A là giai đoạn cũng cái nhóm nguy cơ cũng tương đối là thấp. Cũng chia làm hai nhóm, một nhóm là điều trị theo các cái hướng dẫn kinh điển như hiện nay như ở Việt Nam, và một cái nhóm nữa là dựa vào cái xét nghiệm ctDNA. Thì cái nhóm xét nghiệm ctDNA này thì chỉ có nhóm ctDNA dương tính thì chúng ta mới người ta mới cho bệnh nhân được điều trị hóa trị, và cái nhóm mà ctDNA âm tính thì bệnh nhân sẽ được theo dõi. Thì cái nhóm ctDNA dương tính này thì cũng phân chia làm hai nhóm, một nhóm điều trị FOLFOX và một nhóm điều trị CAPBOX trong thời gian điều trị bổ trợ là 6 tháng. Thì đây là cái sơ đồ cho thấy là bệnh nhân sau khi được phẫu thuật xong thì ở cái nhóm nhóm 2 đấy thì thêm được sử dụng phác đồ FOLFOX và phác đồ CAPBOX, và cả hai nhóm đối với nhóm sử dụng phác đồ FOLFOX thì ở trước chu kỳ thứ 12 thì bệnh nhân sẽ được làm cái xét nghiệm ctDNA, và cái nhóm sử dụng phác đồ CAPBOX thì ở cái chu kỳ thứ 7 sắp đến chu kỳ thứ 8 thì người ta sẽ cho làm xét nghiệm ctDNA. Thì đây là tiêu chuẩn để đưa vào nghiên cứu. Bệnh nhân vào nghiên cứu là nhóm tương đối sớm PT3N0, đánh giá là giai đoạn 2A. Sau khi được phẫu thuật cắt bỏ xong thì từ 14 đến 60 ngày thì bệnh nhân sẽ được cho vào một trong hai cái nhóm bệnh nhân được điều trị, và bệnh nhân có thể trạng tốt, có các chức năng gan thận hoàn toàn bình thường và trước đấy chưa được làm cái ctDNA, và bệnh nhân trước đấy cũng không được sử dụng các cái phương pháp điều trị tân bổ trợ trước đấy. Thì đây là cái kết quả nghiên cứu, ta thấy là kết quả nghiên cứu cái nhóm nghiên cứu được gồm 596 bệnh nhân. Tuy nhiên là cái số bệnh nhân mà có cái ctDNA rất là thấp, dương tính rất là thấp, chỉ khoảng 33 bệnh nhân thôi. Thì trong đó có 16 bệnh nhân phù hợp được đưa vào hai cái nhóm nghiên cứu, nhóm A và nhóm B. Thì ta thấy là cái nhóm A là 7 bệnh nhân và nhóm B là 9 bệnh nhân. Thì trong đó nhóm A là nhóm bệnh nhân chỉ được theo dõi, không được điều trị hóa chất bổ trợ, và nhóm 2 là nhóm bệnh nhân được điều trị hóa chất bổ trợ gồm 9 bệnh nhân. Thì nhóm A theo dõi, ta thấy là trong 3 trên 7 bệnh nhân, chiếm 43% bệnh nhân, thì sau thời gian theo dõi 6 tháng, ta thấy là cái ctDNA trở về bình thường, cái độ thanh thải hoàn toàn bình thường. Trong khi cái nhóm 2 là nhóm điều trị hóa chất thì chỉ có 1 trong 9 bệnh nhân thôi là trở về cái ctDNA trở về bình thường. Đây là cái sơ đồ ta thấy đấy. Như vậy là ta thấy là qua cái nghiên cứu này ta thấy là cái thử nghiệm COBRA này thì nó đánh giá được cái liệu pháp bổ trợ của ctDNA của ung thư đại tràng giai đoạn 2A. Tuy nhiên nó cho thấy là có cái nghiên cứu này chưa thành công, vì cái hóa trị bổ trợ nó không cải thiện được cái tình trạng thanh thải. Ta thấy là ở cái nhóm mà được điều trị chemo, điều trị hóa trị bổ trợ thì cái độ thanh thải
nó chiếm tỷ lệ thấp hơn so với cái nhóm mà không điều trị gì, chỉ theo dõi. Và cái kết quả này cũng đặt ra câu hỏi về sinh học và của ctDNA, cái độ tin cậy của xét nghiệm. Và cái điều quan trọng nhất, ý nghĩa lâm sàng nhất là lâm sàng của cái độ thanh thải ctDNA này và mối quan hệ với cái tương quan với cái kết quả tái phát, thì cái nghiên cứu này lại chưa đưa ra được. Có lẽ là cái nghiên cứu này với một cái quy mô cũng tương đối là nhỏ, và vậy nên là cái kết quả cũng chưa phản ánh được cái tính chính xác của cái nồng độ ctDNA liên quan đến cái độ thanh thải của ctDNA cho liên quan với hóa trị liệu. Thì đấy là một cái nghiên cứu, phải nói là nghiên cứu âm tính. Còn tiếp theo là một cái nghiên cứu nữa, là nghiên cứu Galaxy, cũng nghiên cứu về cái ctDNA cho, ở một cái nhóm bệnh nhân tương đối lớn của một cái tác giả người Nhật Bản. Thì thấy là tiêu chuẩn của cái nhóm bệnh nhân này là sẽ sau khi bệnh nhân phẫu thuật xong sẽ được làm ctDNA để đánh giá cái tình trạng tái phát, và bệnh nhân sẽ được theo dõi trong vòng 24 tháng ở tất cả các cái nhóm bệnh nhân từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4. Ta thấy là cái vào nghiên cứu gồm 5.781 bệnh nhân từ 2020 đến 2023. Thì trong 5.781 bệnh nhân này thì ta thấy là có 2.783 bệnh nhân sau đó đã bị loại vì không phù hợp với cả nghiên cứu, như là bệnh nhân không được phẫu thuật không triệt căn, rồi là không theo dõi được. Chỉ có 2.998 bệnh nhân mà có được chẩn đoán cái giải phẫu bệnh lý là giai đoạn từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4 và có cái kết quả ctDNA âm tính, dương tính sau phẫu thuật. Ta thấy là một số đặc điểm bệnh nhân của nhóm nghiên cứu. Bệnh nhân của nhóm nghiên cứu ta thấy cũng rất là đa dạng từ về tuổi trung bình, rồi là giới tính, rồi là vị trí u đại tràng phải hay đại tràng trái, trực tràng, và chẩn đoán giai đoạn T, chẩn đoán giai đoạn N và chẩn đoán giai đoạn từ 1 đến 4. Ngoài ra nó còn liên quan đến số đặc điểm về cái bệnh nhân có được tham gia điều trị tân bổ trợ hay không, điều trị bổ trợ hay không, và cái khoảng thời gian điều trị bổ trợ là bao nhiêu, 3 tháng hay 6 tháng, và liên quan đến một số những cái đột biến gen như BRAF, CARAF, RAS, MSI. Thì đây là cái kết quả nghiên cứu thời gian sống thêm không bệnh tiến triển theo cái tình trạng tồn dư khối u ở tất cả các giai đoạn. Ta thấy là cái MRD window là cái cửa sổ để mình làm xét nghiệm cái ctDNA sau 2 tuần phẫu thuật hoặc là từ 2 tuần đến 10 tuần. Thì đây là cái khoảng thời gian chúng ta có thể, cái nghiên cứu nó sẽ tiến hành để lấy cái xét nghiệm ctDNA. Và cái khoảng là thời gian 10 tuần, thời điểm thời gian 10 tuần cũng là cái thời điểm mà bệnh nhân sẽ được, các nhóm bệnh nhân mà cần phải có chỉ định điều trị hóa chất bổ trợ thì sẽ được tham gia vào từ 10 tuần trở đi. Thì trong 2.998 bệnh nhân giai đoạn từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4 thì ta thấy là cái toàn bộ cái nhóm nghiên cứu này khi đánh giá sẽ sống thêm không bệnh tiến triển, ta thấy là cái nhóm ctDNA âm tính thì rõ ràng ta thấy là có cái thời gian sống thêm tốt hơn nhiều so với cái nhóm có ctDNA dương tính. Thì xảy ra sự kiện của cái nhóm âm tính là 9,4, đối với cái nhóm dương tính là 58,8, và theo dõi 24 tháng thời gian sống thêm không bệnh tiến triển ở nhóm có ctDNA âm tính là 85, tỷ lệ 85,9% so với 28,8% ở nhóm có ctDNA âm tính. Như vậy kết luận là ctDNA dương tính ở trong cái cửa sổ, nằm trong cửa sổ của cái xét nghiệm ctDNA nên là một yếu tố có thể tiên lượng cho kết quả thời gian sống thêm thấp hơn, kém hơn. Thì đây là một cái thời gian theo dõi, một cái thời gian sống thêm không bệnh tiến triển ở phân tích riêng ở cái nhóm mà giai đoạn 23, giai đoạn mà bệnh nhân được phẫu thuật triệt căn, sau đó điều trị hóa trị, thì ta thấy là cũng tương tự như cái nhóm, toàn bộ cái nhóm bệnh nhân thì ta thấy là cái thời gian sống thêm bệnh tiến triển cũng cải thiện rõ hơn ở cái nhóm có ctDNA âm tính so với cái nhóm ctDNA dương tính, với cái thời gian xảy ra sự kiện là 7,8% ở cái nhóm
ctDNA âm tính so với 56,5% của nhóm có ctDNA dương tính. Và cái theo dõi 24 tháng thì ta thấy là ở cái nhóm ctDNA âm tính là 89,3% số bệnh nhân sống được 24 tháng chưa có tái phát, và 33,5% tháng bệnh nhân tái phát ở 24 tháng. Thì phân tích dưới nhóm ta thấy là ở tất cả các cái yếu tố thì một trong các cái yếu tố mà thể hiện rõ ràng nhất khi ctDNA dương tính là cho cái kết quả lệch trục nhất so với cả có sự khác biệt hơn hẳn giữa cái ctDNA âm tính và dương tính. Đây là cái xét nghiệm. Ngoài ra người ta có thể đánh giá giới tính, rồi là ung thư đại tràng hay trực tràng. Trực tràng thì tiên lượng xấu hơn đại tràng. Rồi là về hạch di căn hay không, rồi là giai đoạn T3, T4. Đây là một trong những cái yếu tố ta thấy là giai đoạn T cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến cái kết quả điều trị. Ta thấy là nó lệch hẳn về bên phải của trục giữa, trục hoành đây. Thì thấy là cái ctDNA dương tính ở trong cái cửa sổ của cái xét nghiệm ctDNA thì cũng là một yếu tố tiên lượng để đánh giá được cho cái kết quả thời gian sống thêm bệnh tiến triển xấu hơn. Phân tích riêng đối với nhóm của giai đoạn ung thư đại trực tràng giai đoạn 2-3. Thì đây là một cái đánh giá nữa, một cái nghiên cứu đánh giá cái thời gian sống thêm không bệnh tiến triển theo cái mức độ thanh thải ctDNA ở bệnh nhân mà có ctDNA dương tính trong cái cửa sổ xét nghiệm ctDNA. Thì ta thấy nó có ba cái mức. Một cái mức là ctDNA thanh thải hoàn toàn, tức là hoàn toàn là âm tính, về âm tính, và một cái nhóm sustain, và một cái nhóm transient là cái sự thanh thoản không hoàn toàn, không ổn định, và cái nhóm low clearance là không có tình trạng thanh thải ctDNA, tức là ctDNA nó vẫn cao. Thì ba cái trạng thái của ctDNA này nó cũng quyết định cho cái thời gian sống thêm không bệnh tiến triển. Ta thấy là cái nhóm mà thanh thải được hoàn toàn sustain clearance, ta thấy là cái đồ thị cái thời gian sống thêm là tốt nhất so với cái nhóm biến đổi là nhóm transient clearance. Còn đặc biệt rõ ràng hơn là cái nhóm không có độ thanh thải, tức là cái nồng độ ctDNA nó không thay đổi, thì đấy là cái nhóm mà tiên lượng xấu nhất và cái thời gian sống thêm không bệnh kém nhất so với ba nhóm. Thì đây là một cái phân tích nữa về cái thay đổi của cái CNA ở những bệnh nhân mà có tình trạng thanh thải không ổn định. Thì ta thấy nó liên quan đến cái tỷ lệ tái phát. Đấy là theo thời gian thì cái nhóm này sẽ tỷ lệ tái phát sẽ tăng dần lên theo thời gian. Khi mà cái nồng độ kia răng này nó cứ thay đổi không rõ ràng. Thì đây nữa, đây là một cái đánh giá phân tích về cái độ thanh thải cũng như là cái mức độ thay đổi cái nồng độ ctDNA trong quá trình theo dõi 6 tháng sau phẫu thuật điều trị bổ trợ trong ung thư đại tràng. Thì ta thấy là nếu ở cái nhóm so sánh ở cái nhóm mà cái độ thanh thải ctDNA được thanh thải hoàn toàn so với cái nhóm mà không thanh thải thì rõ ràng cái thời gian sống thêm không bệnh có sự khác biệt hẳn. Thế còn ở với cái nhóm mà có ctDNA dương tính, tuy nhiên ở cái mức độ nó thay đổi từ 50 đến 100% so với cái nhóm mà từ 0 đến 50% thì cũng có cái sự khác biệt. Cái nồng độ ctDNA thay đổi nó có ảnh hưởng đến cái kết quả điều trị, cái điều trị, cái thời gian sống thêm không bệnh tiến triển. Thì đây ta thấy là tổng kết của tất cả các cái nhóm bệnh nhân, 2.998 bệnh nhân, thì ta thấy là cái nồng độ ctDNA nó ảnh hưởng, khi nào mà dương tính nó ảnh hưởng đến tất cả mọi giai đoạn, mọi thời gian ở trong cái khoảng cửa sổ mà mình có thể xét nghiệm cái ctDNA. Thì ta thấy là nếu mà ctDNA âm tính thì cái kết quả ta thấy là tốt hơn nhiều, khác biệt hẳn so với cả ctDNA dương tính ở tất cả các giai đoạn, tất cả các thời gian. Và riêng đối với giai đoạn 2-3 ta thấy cũng có sự khác biệt giữa cái ctDNA, tức là giai đoạn bổ trợ điều trị sau hóa chất bổ trợ,
thì thấy là ctDNA âm tính cũng cho thời gian cái thời gian sống thêm không bệnh tiến triển khác hẳn, khác biệt so với cái nhóm thời gian ctDNA dương tính ở tất cả các khoảng cửa sổ thời gian chúng ta làm xét nghiệm ctDNA. Thì cái phần kết luận của cái nghiên cứu Galaxy này là cái dữ liệu theo dõi dài hạn để cho thấy là ctDNA tiếp tục là một dấu ấn sinh học tiên lượng mạnh, cho thấy cái tiềm năng một dấu ấn sinh học để dự đoán cho cái điều trị bổ trợ chúng ta là hai, cũng như là tiên đoán dự đoán cho cái điều trị, cái hiệu quả của điều trị cũng như theo dõi quá trình tái phát của ung thư đại trực tràng. Và bệnh nhân có độ thanh thải ctDNA bền vững thì ít có khả năng tái phát so với những người có mức thanh thải thoáng qua hoặc là không có sự thanh thải. Và cái bệnh nhân ctDNA dương tính ở bất kỳ thời điểm nào đều có cái tỷ lệ sống thêm không bệnh thấp hơn đáng kể so với những bệnh nhân có ctDNA âm tính ở bất kỳ giai đoạn nào. Và trên đây là phần cập nhật và trình bày về vai trò của cái dấu ấn ctDNA trong điều trị cũng như là theo dõi kết quả điều trị. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả và quý đồng nghiệp.